Có phải việc thiết kế phụ tùng, sửa chữa và bảo dưỡng các dòng xe Subaru đều tốn thời gian và chi phí nhiều so với các dòng xe khác hay không? Đại lý hãy giải đáp giúp mình. Vâng, đây là điều mà rất nhiều khách hàng thường băn khoăn khi quyết định sở hữu một dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc như Subaru. Nhưng thực tế thì sao? Subaru Forester được sản xuất với công nghệ hiện đại của Nhật Bản, giúp xe bền bỉ, vượt trội, chi phí bảo dưỡng cũng rất là hợp lý. Hầu hết các dòng xe ở trên thị trường Việt Nam đều phải bảo dưỡng ở mốc 5.000 km. Tuy nhiên, đối với Subaru Forester thì mốc bảo dưỡng định kỳ là 10.000 km. Như vậy, chúng ta đã tiết kiệm được khá chi phí nếu tính theo số km sử dụng. Ngoài ra, giá phụ tùng và nhân công dịch vụ Subaru cũng tương đương với các dòng xe khác. Thay thế, sửa chữa, bảo dưỡng cũng không quá phức tạp. Thời gian thực hiện cũng tương đương các dòng xe khác trên thị trường. Và trong video ngày hôm nay, Subaru Giải Phóng xin được hướng dẫn quý vị và các bạn quy trình thay buji, công việc mà các kỹ thuật viên sửa chữa xe Subaru đều có thể thực hiện đơn giản và nhanh chóng. Đầu tiên, các bạn hãy tháo buji bên phải theo những bước như sau: ngắt cực âm ra, tháo hộp đựng lọc gió, tháo rắc điện bobin, tháo bobin, tháo buji. Tương tự với buji bên phải, chúng ta cũng tháo lần lượt như sau: tháo bình điện, tháo giá đỡ bình điện, tháo rắc bobin, tháo bobin, tháo buji. Trên tay tôi đây là một chiếc buji đã cũ và bên này là một chiếc buji mới hoàn toàn. Thông thường có một số nguyên nhân dẫn đến tình trạng hư hỏng buji như sử dụng nhiên liệu không phù hợp, sử dụng loại buji không đúng với công suất của động cơ hoặc vật liệu chế tạo nên buji kém. Trên thị trường hiện nay có khá nhiều loại buji nhưng phổ thông nhất vẫn là hai loại buji thường có tuổi thọ sử dụng là 4 vạn km và buji bạch kim thường được sử dụng trên các dòng Subaru Forester có tuổi thọ sử dụng là 10 vạn km. Quý vị và các bạn cần lưu ý một số điểm khi mua buji thay thế. Thay buji chính hãng, chọn buji đúng theo thông số kỹ thuật của xe, kiểm tra độ dài của buji trước khi thay và kiểm tra xem có bị đứt vỡ hay không. Sau khi thay thế buji đã cũ bằng buji mới, các bạn chỉ cần lắp ngược lại với quy trình tháo. Vậy là tôi đã cùng quý vị và các bạn thay thế buji trên chiếc xe Subaru Forester. Buji là một bộ phận quan trọng của ô tô, vì vậy quý khách hàng cần lưu ý một số dấu hiệu buji hỏng để kiểm tra và thay thế kịp thời. Phụ tùng trên xe Subaru được nhập khẩu tại Nhật Bản giúp mang đến tuổi thọ cao, bền bỉ và ít hư hỏng. Đặc biệt, thời gian bảo dưỡng định kỳ của Subaru dài hơn giúp tiết kiệm khá chi phí sau khi mua xe. Vì thế, quý khách hàng đừng lo lắng mà hãy bảo dưỡng và chăm sóc xe định kỳ tại các trung tâm sửa chữa dịch vụ chính hãng để mọi chuyến đi thêm an tâm và vững vàng. Đặt lịch hẹn dễ dàng với hotline 0834 886644. Subaru Giải Phóng hân hạnh phục vụ quý khách.